Thưa quý vị, hiện nay mỗi năm cả nước có hơn 8.000 lễ hội lớn nhỏ. Đặc biệt, các lễ hội vào mùa xuân được tổ chức nhiều nhất so với các mùa khác trong năm và diễn ra trên khắp các vùng miền của cả nước. Lý giải điều này thì nhiều chuyên gia cho rằng là trong quan niệm của vũ trụ luận phương Đông, khi mà âm dương hài hòa kết hợp thì tạo ra mùa màng tốt tươi, vạn vật sinh sôi nảy nở. Mùa xuân cũng là mùa mở đầu một năm mới nên lễ hội tập trung chủ yếu vào thời gian này. Chưa hết tháng giêng, hàng loạt các lễ hội đã diễn ra sôi động trên khắp cả nước. Mỗi một lễ hội được sinh ra và tồn tại đều gắn với một vùng đất lịch sử nhất định. Sau một năm lao động làm việc vất vả, cộng đồng lại được gặp nhau cùng cầu mong sự an lành cho gia đình hàng xóm mùa màng tốt tươi. Mùa xuân được quan niệm là khởi đầu cho một năm mới nên hầu hết các lễ hội đều diễn ra vào dịp này. Theo quy định thì mỗi lễ hội chỉ được tổ chức trong vòng tối đa là 3 ngày. Đấy, vì thế nên là khi mà đi lễ hội trong thời gian ngắn như thế mà lại chỉ đi vào mùa xuân ấy, thì nó dẫn đến cái tình trạng là nó tập trung quá đông người. Đặc biệt ở nhân dân ta là lễ hội truyền thống dịp đầu năm, dịp đầu xuân là nó có rất nhiều lễ hội và lễ hội nào cũng có ý nghĩa, có thể có ý nghĩa rộng lớn toàn quốc, thậm chí thế giới biết đến. Nhưng có những cái lễ hội mà chỉ người dân trong làng, trong khu vực đó người ta biết đến. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các chuyên gia, lễ hội ở Việt Nam ra đời từ xa xưa gắn với những lễ mừng lúa chín. Với người Việt cổ, mùa thu hay còn gọi là mùa cơm mới là mùa quan trọng nhất bởi đây là thời điểm lúa chín để thu hoạch. Vì vậy, trước đây các lễ hội gắn liền với mùa thu, sau đó người Việt dùng âm lịch thay cho cách tính mùa lúa chín và ăn Tết Nguyên đán vào đầu mùa xuân. Các nghi lễ thờ cúng quan trọng nhất trong năm dần chuyển từ mùa thu sang mùa xuân, kéo theo sự chuyển dịch của các lễ hội. Trước năm 1945, chúng ta thấy rằng là các cái làng vẫn tổ chức các lễ hội mùa thu rất là quan trọng. Và đặc biệt là sau khi thu hoạch xong lúa mùa, thì lúc đấy chúng ta thấy rằng là đó chính là rằm tháng 8. Lúc đó cái hát giao duyên, nam nữ ở các làng quê có thể nói là rất là rộn ràng. Thế nhưng mà 6-7 chục năm trở lại đây, tất cả những cái đó biến mất. Mùa xuân chính là cái mùa mà vừa cấy lúa, vừa làm đồng của những cây lúa chiêm. Và đấy cũng là cái lúc nông nhàn mà cần phải cậu cúng để cho mùa màng tốt tươi, để đến tháng 4, tháng 5 thì thu hoạch. Đấy là cái lý do ra đời vào mùa xuân của lễ hội. Lễ hội truyền thống là nơi cất giữ, lưu giữ và trao truyền văn hóa cho thế hệ sau. Các nhà nghiên cứu cũng nhận định hơn 8.000 lễ hội trong một năm và chủ yếu tập trung vào mùa xuân, nhưng chủ yếu là hội làng. Xã hội phát triển nên có những lễ hội thu hút rất đông người tham gia, gây quá tải cho công tác quản lý. Việc phục hồi các lễ hội vào mùa thu vẫn đang là trăn trở của nhiều nhà văn hóa hiện nay.